Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023. Thì tối nay giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị thì tối nay ạ, bên cơ sở lan rừng em cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg ạ, những giò hàng lan thuần, những loại lan đẹp nhất, những cây đang nụ cực kỳ là VIP với cái giá vô cùng là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có luôn nhé. Đầu tiên là em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Hàng thân lùn ngắn cực kỳ là đẹp luôn và bên em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi, cô chú anh chị nhìn cho em. Và kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng thì thời điểm bây giờ em thấy là một số cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi ạ. Một số cây đã bắt đầu là nhú nụ cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Và một số cây thì cũng mới đang bắt đầu là sưng mắt nụ thôi. Nên nếu như cô chú anh chị nào mà muốn có ý định muốn trồng cây kiều tím và muốn được ngắm hoa những cây kiều tím trong mùa này thì đây là cái thời điểm phù hợp và tuyệt vời nhất trong năm cô chú anh chị nhé. Giá em bán là 330.000 cho 1 kg. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan đùi gà dẹt này, hàng xanh mướt luôn. Cái mặt bông đùi gà dẹt thì cũng rất là rực rỡ luôn ạ. Đấy, lác đác hiện tại thì đang có vài bông hoa. Và hàng này thì gần như là toàn bộ đều là hàng thân tơ cô chú anh chị nhé. Đều là hàng thân tơ, những cái cây gà dẹt rất là đẹp như thế này. Giá em bán chỉ có 170.000 trong 1 kg. Thỉnh thoảng thì có một số cây đang có nụ. Em sẽ bán hoặc là 170.000 trong 1 kg. Thì cô chú anh chị lấy một khối lượng ít thôi cũng được rất là nhiều. Đấy, ví dụ cô chú anh chị có thể lấy một lô rất là nhiều như thế này. Chỉ với giá có 70.000, cô chú anh chị có thể ghép được 2 giò luôn ạ. Hoặc là một cái lô như vậy với giá là 50.000. Đấy thì tùy cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo đơn cam ạ. Một cái loại lan mà có sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ luôn. Và cái lưỡi của nó mang hình dáng những vi mạch rất là độc đáo. Cái dòng đơn cam thân ngắn nhưng mà hoa khi mà sổ thì bông hoa không hề nhỏ bé. Với sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ luôn như thế này. Dòng lan hoàng thảo đơn cam của chú anh chị nhé. Và những cái cây đơn cam này khi mà những người ta trồng thuần thì em thấy là người ta bán giá vô cùng là đắt đỏ. Cái hoàng thảo đơn cam này em bán với giá là 700.000 cho 1 kg. Thời điểm bây giờ thì có những cây đang hoa, có những cây thì cũng đang nụ, có những cây thì cũng đang chuẩn bị bắt đầu là sưng mắt nụ thôi. Em bán là 700.000 cho 1 kg. Tuy nhiên thì em sẽ bán từ 0,1 kg thôi. Thì bán từ 0,1 kg luôn đấy ạ. Thì với 700.000 cô chú anh chị nghĩ rằng là nó đắt, nhưng mà thực ra nó em nghĩ rằng nó rất là rẻ luôn đây. Ví dụ chỗ này là 0,1 kg, thoải mái cô chú anh chị về ghép được một trụ hay là 1-2 chậu rồi ạ. Thì có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hoặc đây cô chú anh chị lấy khoảng tầm 100.000 đấy ạ. Chỗ như thế này, chỗ này là 100.000 thì được rất là nhiều luôn rồi cô chú anh chị nhé. Đấy, đó là cái dòng lan hoàng thảo đơn cam ạ. À, sang bên này đây ạ, là cái dòng lan hoàng thảo long nhãn, nụ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Dòng lan hoàng thảo long nhãn này này, cô chú anh chị nhìn này, nụ rất là đẹp luôn. Và cái dòng long nhãn này hoa vàng đậm và cái mắt đen rất là đẹp. Cô chú anh chị có thể lên Google search, nói chung là cái dòng long nhãn này thì hoa rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan hoàng thảo long nhãn thì cây khá là dài. Cô chú anh chị về trồng chậu khi mà nở hoa, những cái chùm hoa rủ xuống vàng rộm rất là đẹp luôn. Thì 1 kg long nhãn đang nụ rất là đẹp như vậy ạ. Em xin phép được bán với giá là 80.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng thì dân người ta giữ được nụ rất là tốt luôn ạ. Mà cũng cắt tỉa khá là kỹ rồi. Với giá chỉ có 80.000 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị ngắm một mùa hoa thôi em nghĩ là cũng rất là đã rồi. Với dòng lan hoàng thảo long nhãn cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Hôm nay thì em cập bến một cái lô long tu xuân ạ. Long tu xuân với bông hoa tím đậm rất là đẹp như thế này này. Đó, và mầm gốc đang lên rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Riêng dòng long tu xuân này thì hiện tại là chậu nào nó cũng đã nở hoa rồi. Đấy, tuy nhiên cũng còn có những cái thân nó trong chậu vẫn còn đang có nụ.
Và cái dòng riêng dòng Long Tu Xuân này thì cái độ bền của hoa nó phải rơi vào tầm trên 2 tháng. Nên là những cây Long Tu Xuân mặc dù nó đang Đen Đô Xuân mặc dù nó đang nở hoa như vậy, nhưng thoải mái cô chú anh chị về trưng phải được tầm 2 tháng nữa cô chú anh chị nhé. Với những cái chậu nhỏ đẹp như thế này, cô chú anh chị có thể để trong phòng khách bàn làm việc thì quá là tuyệt vời luôn ạ. Ngắm thì quá là đẹp luôn. Đó, trong vòng chơi hoa trên vòng trên 2 tháng có thêm một cái chậu giống rất là đẹp như thế này, và mặt bông đen đô xuân hoa tím đậm đà rất là tuyệt vời như vậy. Em bán với giá chỉ có 120.000 cho một chậu thôi nhá cô chú anh chị nhá, và chậu rất là nhiều thân luôn ạ. Một chậu như thế này thôi để trên bàn thôi cũng rất là vip, rất là đẹp luôn rồi đấy ạ. Dựa sang bên này đây thì em có dòng đen đô ra ra. Đen rô ra ra này thì một cái chậu như vậy em chỉ bán có 20.000 thôi này cô chú anh chị này. Một cốc đen rô ra ra này em chỉ bán có 20.000 và rất là nhiều giả hành. Cái dòng này thì nó cho hoa quanh năm. Mà cái mặt bông của nó thì cũng khá là đa dạng. Có những cái bông ấy, hoa của nó sẽ tím đậm đà. Có những bông thì hoa nó sẽ trắng phớt hồng cô chú anh chị nhá. Nói chung là nó khá là nhiều mặt bông. Mà một chậu xinh đẹp như vậy thì chỉ có 22.000 thôi ạ. 22.000 thôi cô chú anh chị nhá. Những cái chậu như thế này về cô chú anh chị trồng, càng trồng thì cái giả hành của nó sẽ càng càng lớn phát triển, và đồng thời cũng sẽ cho mình hoa liên tục luôn đấy ạ. Sang bên này đây thì em có những cái chậu hoàng thảo hoàng lạp ạ. Những giò hoàng lạp to bự như thế này này. Đó, sum suê cực kỳ luôn. Hiện tại đang có một số cây hoàng lạp nó nở hoa này. Hoàng lạp với giá chỉ có 130.000 cho một chậu nhá. Và bên này đây sẽ là những cái giò sơn thủy tiên ạ. Cái chậu sơn thủy tiên này thì nó là cái dòng hàng rừng nhá cô chú anh chị, không phải là hàng đột biến. Nhiều cô chú anh chị cứ nói rằng là cái là sơn thủy tiên thì phải là cái họng đen. Tuy nhiên thì không phải là cứ sơn thủy tiên là họng đen hết đâu cô chú anh chị nhá. Họng đen là cái hàng đột biến đấy ạ. Còn hàng bình thường là nó sẽ là cái họng màu họng vẫn cứ vàng, có thể là vàng đậm hơn một chút. Và một cái chậu sơn thủy tiên như vậy với giá em bán chỉ có 160.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những cái chậu. Bên này sẽ là những cái chậu giáng hương đuôi sắp ạ. Những cái chậu giáng hương đuôi sắp cô chú anh chị có thể thấy là một số cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Một chậu rơi vào ít nhất là 3 cây hoặc là 4 cây nhé. 3 cây 4 cây trở lên. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 130. 130.000 cho một cái giò giáng hương đuôi sắp này thôi ạ. Đấy, chậu nào cũng rơi vào từ 3 4 cây trở lên. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu giả Di Linh Xuân ạ. Những cái giò giả hạc Di Linh Xuân, giò có những cái chậu rơi vào hai thân thì chiều cao khoảng tầm 6-70 cm trở lên và đang nụ đẹp như vậy thì em bán với giá là 120.000 nhá. 120.000 chậu hai thân hoặc là 3-4 thân trở lên ạ. Đang nụ hoặc là chuẩn bị nụ này, mầm gốc lên rất là đẹp luôn, 120.000. Còn những cái chậu nào mà nó có một thân ạ, những cái một thân như này thì hàng cũng đang bắt đầu là chuẩn bị cho nụ rồi đấy ạ. Em bán với giá là 50.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Này, những cái giò 3-4 thân như vậy đó thì em bán với giá là 120.000, hoặc là cũng có những cái chậu nó chỉ rơi hai thân thôi nhưng mà cao 6-70 cm trở lên, với giá em cũng bán là 120.000. Còn những cái chậu nào mà có một thân nhá, với giá em bán 50.000. Còn những cái chậu hai thân, những cái chậu mà hai thân ạ, nó ngắn khoảng tầm 40 cm, 35-40 cm cũng đang bắt đầu là chuẩn bị cho nụ hết ạ. Với giá em bán sẽ là 70.000 cho một chậu hai thân. Đó, thì tùy cô chú anh chị muốn lấy cái chậu nào thì em đều có. Nói chung cái mặt bông giả Di Linh Xuân thì rất là đẹp luôn ạ. Và bên này đây là những cái cây hoàng tử áo trắng cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị vẫn thường nghe nói đến hoàng tử áo đỏ đúng không ạ? Nếu như so hoàng tử áo đỏ với cả hoàng tử áo trắng thì thực sự là cái cây hoàng tử áo đỏ này, áo trắng này thì nó đẹp vip hơn gấp rất nhiều lần. Thứ nhất vì cái lá của nó, thứ hai là vì cái hoa, thứ ba là về cái hương thơm của chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể thấy là nhìn thấy là những cái cây hoàng tử áo trắng này hàng lá rất là to, cái bản lá của nó vừa bản lá to khoảng tầm 4-5 cm cơ cô chú anh chị ạ, to như rất là đẹp luôn ạ. Và một cái cây hoàng tử áo trắng như vậy khi mà nó nở hoa thì độ bền của hoa phải tầm trên 2 tháng và hoa rất là to và thơm nhé cô chú anh chị nhá. Đấy, nói chung ấy dòng hoàng tử áo trắng thì đây là cái loại hàng hiếm, không phải có nhiều. Và đây là cái lô hàng đầu tiên mà hoàng tử áo trắng em có về, và cũng chỉ khi nào mà nó nở hoa ấy, chuẩn hoa thì mới bán thôi cô chú anh chị nhá. Riêng dòng hoàng tử áo trắng này này, dòng lan dễ thuần, dễ chăm và hoa rất là đẹp luôn ạ. Thơm đẹp đáng sưu tầm như vậy. Với giá em bán là 210.000 cho một cái giò hoàng tử áo trắng. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái rất là đẹp luôn ạ. Một chậu đai châu Thái to, năm ngoái đã cho hoa hết rồi đấy ạ. Và cái dòng đai châu Thái này thì một cây như vậy cô chú anh chị có thể thấy là rơi vào 4 cặp lá trở lên đúng không ạ?
cái chiều dài của tán lá rơi khoảng tầm 20 cm hoặc là hơn 20 cm nhá. Một cái cây đai châu Thái đẹp như thế này với giá em bán chỉ có 100.000 cho một cây ạ. 100.000 cho một cái cây đai châu Thái như vậy thôi cô chú anh chị nhá. À, sang chậu cô chú anh chị chăm đến cuối năm là có những cái giò đai châu Thái rất là đẹp rồi mà với giá chỉ có 100.000 ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái bảng kiều này, cô chú anh chị này. Bảng kiều thì hôm qua là những cái cây kiều mà nó đang nhú nụ ấy, em đã ship hàng đi hết rồi, còn những cái bảng kiều này thì em thấy là nó chưa có nhú nụ, nhưng mà cô chú anh chị ơi, vẫn còn có bảng kiều là cây kiều này có nụ, nhưng mà cái nụ có một cái nụ này nhưng mà nụ này nó bị hỏng chột đi hay sao ấy. Nói chung là cây kiều kể cả những cây ngắn ngắn nhỏ nhỏ như thế này nó vẫn cứ cho hoa bình thường. À, bây giờ thì nó có thể là chưa sưng nụ nhưng mà em nghĩ rằng là về cô chú anh chị một thời gian nữa thì sẽ đều cho nụ nhá. Đây ví dụ như những cây này thì mắt nụ sưng rất là lớn rồi. À, thì hôm qua là những cái bảng kiều đang nụ em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Những cái cây kiều Thái cô chú anh chị nhá, những cây kiều Thái thì thường là cái mặt bông của nó rất là đẹp. Đây này, những cây này cũng đang chuẩn bị sưng nụ hết rồi này. Mặt bông của nó rất là đẹp và cực kỳ là sai bông luôn cô chú anh chị ạ. Nói chung là đây là những cái cây lan gọi là người ta tạo giống, nên là với những cái cây lan giống thì phải nó rất là đặc sắc luôn. À, về cô chú anh chị trồng thì những cây lan này nó sẽ to, phát triển rất là nhanh và đặc biệt cực kỳ là sai bông. À, hôm qua thì hàng đang nụ thì em bán với giá là 110.000. Thì hôm nay những cái bảng này em còn 4 bảng duy nhất này thôi. À, hàng hiện tại là chưa có nhú nụ cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào mà yêu thích lấy nốt với giá em bán 90.000 luôn cho cô chú anh chị đấy ạ. Chưa bao giờ, không bao giờ, không có nơi nào có giá rẻ như vậy luôn nhá. 90.000 cho một giò. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả, cái bảng gì đấy ạ. Đây là những cái bảng cây đang bắt đầu là sưng nụ này cô chú anh chị này. Đây là những bảng châu như lưỡi bệt nhá. Giả hạc châu như, riêng giả hạc châu như thôi mặt bông đã rất là đẹp rồi, mà đây lại là giả hạc châu như lưỡi bệt ạ. Có những thân bây giờ cũng đang bắt đầu là sưng mắt nụ này, có những cây nụ khá là lớn. Và hàng này thì hàng tem hết nhá, nên là chuẩn mặt bông cây giống ạ. Và một cái bảng giả hạc châu như, như vậy em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một bảng giả hạc châu như ạ, lưỡi bệt ạ. Và sang bên này đây thì rất nhiều những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những phần lan ưng ý nhất. Và đặc biệt là hôm nay em có lô sơn thủy tiên về hàng đột biến họng đen hoặc là họng nâu đỏ cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đây sẽ là những cây năm cánh trắng HO. Thì nói chung là năm cánh trắng HO này thì cô chú anh chị biết rằng là đây là cái hàng hàng va, và nó cái dòng riêng dòng hàng va thì những năm trước đây cô chú anh chị thấy là cái thị trường va thì quá là kinh khủng, giá phải nói siêu đắt đỏ đúng không ạ. Còn hiện tại thì có thể nói rằng là va nó đã sập, cái giá của va hiện tại là nó giống như là cái hàng thường luôn ạ. Tuy nhiên thì về cái mặt bông của hàng cây va mình không thể nào phủ nhận được cái vẻ đẹp của nó đúng không ạ. HO Phú Thọ, những cái mặt bông đấy là những cái mặt bông rất là đáng để mà mình ngắm, mình thưởng thức ạ. Và chậu này là chậu HO này, cái chiều dài của cây HO này, nó hiện tại cây đang bắt đầu lên mầm gốc nhá. Chiều dài thì khoảng tầm 40 cm cô chú anh chị ạ. 40 cm em bán với giá là 100.000 và cây này đã kích hoa nhá cô chú anh chị nhá. Kích hoa thì cây chắc là một dạo nữa là cũng sẽ cho nụ cho hoa thôi. Đấy, một thân HO dài khoảng tầm 40 cm với giá chỉ có 100.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình số 2, cũng là một cây HO. Cái HO này em cũng bán là 100.000 này. Và hình tiếp theo, hình số 3, là một cái chậu HO với 3 thân 2 mầm gốc rất đẹp luôn. Em bán hình này với giá là 180.000. Hình tiếp theo, hình số 4, cũng là một chậu HO ạ. 4 HO này cũng phải dài tầm trên 40 cm rồi. Cây thì cũng đã làm nụ và hình như đâu không biết là sưng nụ hay sưng ki. Em bán cái chậu này với giá cũng là 100.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5, cũng là một cái giò HO. Cái giò HO này cũng dài tầm khoảng 45 cm, mầm gốc lên cực đẹp luôn. Đấy, mầm gốc lên cực đẹp luôn. Cái giò HO này em bán với giá là 120.000 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 6, 110.000 cho cây HO này này cô chú anh chị này. Cũng đã làm ki rồi ạ. Và em nhìn đây không biết là sưng nụ hay sưng sưng nụ hay là sưng ki cô chú anh chị nhá. Đang bắt đầu là chuẩn bị bật mầm rồi, bật bật mắt hoa hoặc là mắt mầm ki rồi ạ. Thì cái cây HO này, hàng này em bao chuẩn mặt bông cây giống bởi vì toàn bộ đều là hàng ươm ki nhá cô chú anh chị nhá, với giá là 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Chậu HO số 7 ạ. HO số 7 cũng đang bắt đầu là chuẩn bị sưng những cái mắt nụ rồi bởi vì hàng này đã kích rất là nhiều mầm đấy ạ.
rất là nhiều mầm bên dưới này nữa. Cái chậu HO này em bán với giá là 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Cái giò HO này dài khoảng tầm 60 cm cơ, hai mầm gốc cực đẹp luôn ạ. Vậy chậu HO này em cũng bán với giá là 120.000 nhá. Tiếp theo đây sẽ là cái chậu Phú Thọ. Phú Thọ, cây Phú Thọ thì riêng dòng Phú Thọ thì rất là dễ cho hoa. Và dòng Phú Thọ chính là cái dòng mà chính là cái cây lan, gọi là cái nền móng đầu tiên của dòng lan vạ. Thì ở đây em thấy là những cái mắt nụ hoặc là mắt kia đã sưng rất là lớn này, cô chú anh chị này. Em nghĩ rằng là khả năng đây sẽ là những cái bông hoa của chú anh chị nhá. Cái chậu này em bán hình số 9 này với giá Phú Thọ này 110.000 ạ. Và bên này cũng sẽ là Phú Thọ này, thân dài mập nú luôn, khoảng tầm gần 50 cm luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, thân hoa gần 50 cm và rất là mập này, em bán với giá cũng 110.000. Hình số 11 cũng với giá 110.000 ạ. Đây cũng là Phú Thọ nhá. Hình số 12 với giá em cũng bán là 110.000 này, cây Phú Thọ siêu mập và đẹp này. Và hình số 13. Số 13. Cái chậu Phú Thọ này em bán với giá là 100.000, hai mầm gốc này cô chú anh chị này. Thân cực mập và đẹp luôn. Hình số 14 này, ba mầm gốc luôn ạ. Và trên thân này là chắc là ki. Không biết là có ra được cái nụ nào không. Em bán chậu này với giá là 100.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Cái chậu này cũng là hai mầm này. Hai mầm rất là đẹp đây ạ. Và cái chậu Phú Thọ này em bán cũng với giá là 100.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Chậu này em xin phép được bán đây ạ. Rất nhiều mầm ki trên thân, em bán 90.000 cho chậu này. Và hình số 17, cái chậu này em cũng bán là 90.000, mầm gốc lên rất nhiều luôn đấy ạ. Bắt đầu lên mầm gốc rất nhiều. Hình số 17 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái dề sơn thủy tiên cực VIP ạ. Cô chú anh chị cùng theo dõi chọn cho mình những hình ưng ý nhá. Đây là sơn thủy tiên, mặc dù là nó chưa nở hoa nhá cô chú anh chị, nhưng cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái nụ của nó. Nhìn thấy cái nụ này là có thể biết chắc rằng là nó có thể sẽ là đạt rất là chuẩn rồi. Và tuy nhiên ấy thì cái hàng này ấy không phải nhìn nụ mà bắt chuẩn đâu ạ. Mà cái hàng này là hàng năm ngoái. Năm ngoái đã nở hoa và đã sổ hoa chuẩn mặt bông là sơn thủy tiên đột biến hàng họng nâu đen hoặc là họng nâu đỏ cô chú anh chị nhé. Nên là hàng này là mặc dù chưa nở hoa vẫn là bao chuẩn, bởi vì nó đã từng nở hoa rồi, đã nở hoa rồi. Đấy, năm nay hiện tại thì đang chờ nụ để mà bán để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa thôi. Và cái riêng cái dòng sơn thủy tiên đột biến này thì những năm trước đây một giả hành như thế này cũng rơi vào 1 triệu. Đó, cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết rồi. Thì cái dề sơn thủy tiên này, cô chú anh chị nhìn cho em. Em gọi đây là cái hình 48 và em xin phép được bán với giá là 420.000 cô chú anh chị nhá. 420.000 cho dề sơn thủy tiên họng nâu đen nâu đỏ này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 9, giả hành căng mướt nụ rất đẹp luôn, với giá em bán là 650.000 ạ. Và hình số 20, một cái dề sơn thủy tiên, cái dề sơn thủy tiên nâu đen nâu đỏ cô chú anh chị nhìn cho em. Siêu nụ đẹp như thế này nhá. Khi mà nở hoa thì phải nói là riêng không phải đột biến thôi cũng đã đẹp rồi, mà đây lại là đột biến nữa, thì khi mà sổ hoa thì phải nói là nó là tác phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Và dề sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá, dề sơn thủy tiên này em bán với giá là 1.300.000 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm sở hữu nhá. Và hình tiếp theo, hình số 21 ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, quá là khủng đẹp luôn ạ. Dề sơn thủy tiên nụ quá VIP đẹp như thế này. Dề này em bán với giá là 1.100.000. Và tiếp theo đây sẽ là cái hình số 22. Cái dề sơn thủy tiên này hiện tại cũng đang nụ này. Nụ này khá là lớn rồi đấy ạ. Đây cô chú anh chị nhìn này, bóc nụ ra là thấy họng nâu đen luôn đấy cô chú anh chị nhá. Đây là những cái hàng này thì em bao chuẩn mặt bông cây giống đấy ạ. Có những cây đang bắt đầu là nhú nụ này cô chú anh chị này. Đây, đó. Và dề sơn thủy tiên này xin phép được bán với giá là 280.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Hình số 23 này với giá là 440.000 cho dề sơn thủy tiên này. Và hình 24 cũng cực VIP đấy ạ. Dề sơn thủy tiên cực VIP siêu nụ đây. Váy dề này em xin phép được bán với giá là 900.000 cô chú anh chị nhá. Trời ơi, nó quá là đẹp luôn ạ. Nó không chỉ đẹp về cái mặt bông đột biến mà còn siêu nụ như thế này, với giá 900.000. Và sang hình tiếp theo ạ, là hình số 25. Hình số 25 cái dề này em bán là 700.000 cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Hình 26 cái dề sơn thủy tiên nụ này, cái dề này em bán với giá là 380.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Hình số 27, trời ơi, một cái thân này cho đến 3 cái vòi nụ luôn ạ. Đây ạ, nhìn ạ, 3-4 cái vòi nụ luôn cô chú anh chị nhé. Thân rất là to, mập dài đẹp như thế này. Và dề sơn thủy tiên to này, dề sơn thủy tiên rất là to này đấy ạ.
thân to mập và dài rất là đẹp này đấy ạ. Em xin phép được bán nó với giá là 850.000, cô chú ý chị nhé, 850.000 cho dề sơn thủy tiên này. Mà sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 28 này. Cái dề sơn thủy tiên này cũng cực đẹp luôn ạ, rất nhiều nụ đẹp, 350.000 cho dề này nhá. Hình 28, 350.000. Và hình 29 ạ, 29, cái dề này cũng đang rất nhiều nụ sinh ở đây. Mặc dù nó không nhiều giả hành nhưng rất nhiều nụ sinh ở đây, em bán với giá 250.000. Và hình tiếp theo hình số 30 ạ, 30, cái dề sơn thủy tiên này cũng rất nhiều nụ này. Đó, cái dề sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá 380.000 cho dề sơn thủy tiên 30. 31 chỗ này có hai dề ạ, hai dề nhỏ ở đây ạ. Cũng đang nhú nụ này, hai dề nhỏ nhá, chú ý chị nhá. Hai dề này. Giá em bán nó là 300.000 ạ cho hình số 31. Hình 32 cũng cực VIP ở đây ạ. Ba hoa phải nói là vô cùng VIP, rất là nhiều nụ đẹp, 450.000. Và hình số 33, hình 33. Cái dề này cũng rất là đẹp này cô chú ý chị này, nhiều nụ này. À, giả hành rất là đều ạ. Cái dề này em bán với giá là 680.000 cho hình 33 nhé. Sang bên này sẽ là dáng hương cẩm báo ạ. Dáng hương cẩm báo. Những cây cẩm báo hiện tại thì có những cây nó đang nụ này. Hình 34, một cái lô cẩm báo nhiều cây như vậy đấy ạ. Với giá chỉ có 90.000 thôi. Về cô chú anh chị có thể ghép một chậu, hai chậu nhé. Tiếp theo hình 35. Hình 35 cây đều và rất là đẹp luôn này. Hình này có đây này, 2, 4 2, 3, 5 cây, cô chú ý chị ạ, 5 cây cẩm báo, khá là đều, xếp đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là 100.000 ạ, đẹp lắm luôn nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình số 36, cái hình này em bán 90.000 cho lô cẩm báo này. 90.000 cho lô cẩm báo này, và hình tiếp theo hình 37, 37 của lô cẩm báo rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cô chú ý chị nhìn cho em, đấy, khá là nhiều cây và nhiều hiện tại đang nụ này. Hình này em bán với giá 110.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Cái hình này em cũng bán là 100.000 nhá. Cái hình cẩm báo 35 này, 100.000. Và hình số 36, một cái lô cẩm báo rất nhiều cây. Hình này phải chắc phải tầm hơn chục cây ạ. Hình này em bán với giá là 110.000 ạ. 110.000. Và sang bên này sẽ là kiều tím miền Trung hay kiều hồng. Thì kiều tím miền Trung hay kiều hồng ấy, em bà có bán hàng cân bên này này. Cô chú anh chị mua hàng cân cũng được nhá. Hàng cực đẹp luôn, hoặc là chọn hàng theo hình này cho em. Ở đây ạ, em có hình số 40, hai dề kiều tím miền Trung đang nụ rất đẹp luôn như thế này. Với giá em bán là 200.000 cho cái lô kiều tím này này. Đó, hai dề kiều tím đang nụ nhá, cô chú anh chị nhá, đang nụ ạ. Dạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 41 ạ. Hình 41 một cái dề kiều tím rất đẹp luôn này. Em bán là 160.000. Và hình tiếp theo là hình số 42. Hình 42 cô chú anh chị nhìn cho em một cái dề kiều này, phải nói là bằng hàng thuần luôn, cực đẹp, nhiều thân hoa. Cái dề này mà nở hoa thì chuẩn như kiểu tác phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Cái dề này em bán 250.000. Rất đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Không phải 250.000 đâu ạ. Không phải 250.000 mà nó là 290.000 đấy cô chú anh chị ạ. Dề này 290.000 này, rất đẹp ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 43 nhá. Số 43 này cũng vậy này, chú anh chị này. Đấy, đang bắt đầu ở cây bắt đầu sưng nụ như này này. Hình số 43 với giá em bán dề này 250.000. Hình số 44 một dề siêu đẹp luôn ạ. Đó, lá dày cộp cực đẹp luôn, xanh mướt như thế này này. Dề kiều này em xin phép được bán với giá lá mít tròn vo luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Này, cô chú anh chị nhìn này. Sưng những mắt nụ rất là lớn luôn như thế này. Đó. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 350.000 nhá, cô chú anh chị nhá. 350.000 cho dề này. Thân to đùng luôn cô chú anh chị ạ. 350.000 cho hình 44. Hình 45 ạ. Cái giò kiều này khi mà nở hoa thì phải nói là thành hình hàng chấn vườn luôn ạ. Hình số 45, cô chú anh chị nhìn cho em. Những thân kiều to mập nù. Đó, mỗi một thân kiều này khi mà sổ hoa em chắc là nó phải cho tầm 2-3 cái chùm hoa cơ cô chú anh chị ạ. Cái dề kiều rất là to và đẹp này, xin phép em bán với giá là 550.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 46 ạ, 200. Hình này em bán với giá là 200.000 này. 46, 200.000. Dạ, sang bên này đây sẽ là quế lan hương, quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8 coi là đệ nhất hương ạ. Một cái dề quế mẹ con, cây lá bóng và bản lá to này. Em có cả những cây VIP và những cây bình thường, cô chú anh chị sưu tầm nhá. Đấy, cây quế VIP mẹ con dài khoảng tầm đến cả 50 cm, cây quế mẹ con này. Em xin phép được bán với giá là 320.000 cho dề quế mẹ con này đấy ạ. Là hình số 47 ạ, 48 này. Cũng là một cái dề quế xếp rụt mẹ con ạ. Đấy, những cái hàng mà lá to như thế này thì giá là tiền triệu luôn đấy cô chú anh chị.
Ở đây em bán với giá 350.000 nhá. Hình 48 ạ, hình 49 này, hai dề quế bản lá. Chất lá vô cùng VIP ở đây ạ. Hai ngọn quế chất lá cực VIP ở đây, hai ngọn quế mẹ con. Và hình quế này em xin phép được bán với giá là 560.000 cho hai ngọn quế này cô chú anh chị nhá. Bản lá này phải tầm trên 4 sen cô chú anh chị ạ. Bản lá trên 4 sen. Hai ngọn quế VIP này 560.000. Sau hình tiếp theo cũng là hai ngọn quế xếp rất là đẹp ở đây. Đó, hai ngọn quế bản lá to xếp ở đây nhá. Rụt rịt ở đây ạ. Cái hình quế này em xin phép được bán với giá là 340.000 ạ. Và rồi ạ, bên này đây sẽ là cái hình số 51 này, cái hình này. Đấy, cái hình quế này thì có 4 ngọn quế như vậy. Cô chú anh chị về có thể ghép trụ trồng chậu đều rất là đẹp rồi. Cái hình quế này em bán với giá là 220.000 thôi ạ. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé. Tiếp theo sẽ là hình số 23. Những hình thì rẻ, những hình có những hình cây đẹp thì sẽ đắt. Này có 120.000 này, hình số 53 cũng là 120.000 ạ. Và hình số 54, 170.000 cho hình quế này. Hình quế này rất nhiều ngọn luôn. 7 ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 55, chỉ có 130.000 cho cả lô quế này. Hình số 56 cũng là hai ngọn quế mẹ con cực đẹp ở đây ạ. Hai ngọn quế mẹ con rất là đẹp đây, với giá em bán là 230.000, cái lá cũng to nhá. Mình tiếp theo sẽ là hình số 57 ạ. 57, chỗ này có 2 4 5 ngọn quế to đẹp ở đây. 180.000 ạ. Và hình số 58. Cái hình quế này với giá 320.000 cô chú anh chị này. Một cái ngọn riêng cái ngọn quế này không đã cực kỳ đẹp đẹp rồi này. Dài trên 50 cm luôn, năm ngoái những cần hoa rất dài và đẹp luôn. Hình này với giá là 320.000 nhá, cả lô quế này đấy ạ. Hình tiếp theo ạ, là hình số 59, 220.000 cho 5 cái ngọn quế xếp xinh đẹp này. 60, 150.000 ạ. 60, 150.000 và 61 này, hình quế 61 cũng là 150.000 ạ. 62 đây ạ. Hình 62, 130.000. Đó. Nói chung là quế lan hương thì cô chú anh chị biết rồi, cái dòng lan đệ nhất hương mà có lẽ bất kỳ một ai chơi lan gần như không thể nào mà thiếu. Những cây quế mùa này chắc tầm một hơn một tháng nữa thôi cái bắt đầu nhú nụ rồi đấy ạ. Hình số 63 150.000. Dạ, cái đai châu này. Hình đai châu 64 150.000. 150.000 cho ba cây châu to đùng này cô chú anh chị này, châu rừng bóc trụ nhá. Hình số 65 140.000. 140.000 cho 5 cây châu này. Hình số 66. Hình này em bán với giá là 100.000 ạ. 100.000 cho 2 cây châu này nhá. Bên này thì em có một cái giò vôi ạ. Đây ạ. Nụ hoa tím đậm luôn này cô chú anh chị này, hoa rất là tím nhá. Vôi thì độ thơm của nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Vôi Bắc ạ. Cái bảng vôi Bắc này em bán luôn với giá là 100.000 nhá, đang lên mầm gốc rất là đẹp. Dạ, ngoài ra thì em còn có thêm những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông em có đủ size nhé. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg ạ. Rêu rừng là 50.000 trong 1 kg. B1 Thái với giá 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000 nhé. Siêu da dễ N3M giá 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá là 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá 34.000 cho một lọ. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói này. Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi. Dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng vô cùng đơn luôn ạ, với giá 35.000 cho một cuộn. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi 1 kg nhé. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi. Cái sản phẩm này thì một cái điều mà phải nói là đây là một cái sản phẩm em nghĩ rằng nó cực kỳ là hoàn hảo, bởi vì ngoài cái phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối ưu ạ. Và đồng thời hạn chế nấm bệnh rất là tuyệt vời luôn. Mà cực kỳ là lành tính của chú anh chị nhé. Thoải mái của chú anh chị bón hay là trộn với cả giá thể, không sợ đen đầu rễ luôn đấy ạ. Em, và cái sản phẩm này thì em cũng đã bán rất là lâu rồi. Và gần như là một người mua thì một người mua phải đến hai người quay lại của chú anh chị ạ. Đây là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương. Rồi ạ, bên này em còn có Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ nhé. Duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000 ạ. Atonic là 12.000 cho một lọ nhé.
một gói như thế này này. Và bên này em vẫn có sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000 nhá. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn an thần vô cùng luôn ạ. Giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát. Cái mùi hương của nó, cái mùi đặc biệt cái mùi hương của nó. Em nghĩ rằng nếu như cô chú anh chị đang cảm thấy rất là nặng đầu, đang rất là khó chịu, riêng cái mùi hương của nó có thể làm cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn vô cùng luôn ạ. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.